Hi, chào các bạn. Hôm nay video này mình làm riêng dành tặng cho các bạn cung bò cạp giống mình. Các bạn nữ nào cung bò cạp hay các bạn trai mà có người yêu, có vợ là cung bò cạp, bơi vô đây nha. Tại vì mình chỉ đọc báo cho các bạn nghe thôi. Mình có cái bài báo này nè. Nói về đàn bà cung bò cạp mà mình thấy hay, cho nên là làm video đọc cho các bạn nghe. Ok. Các nàng bò cạp bơi vô. Đàn bà cung bò cạp. Ồ, quên. Hân hạnh giới thiệu với các bạn. Đây, cô gái cung bò cạp. Đàn bà cung bò cạp. Sắc đẹp của người đàn bà Scorpio mang đậm sắc thái thần bí, đầy nữ tính, rất quyến rũ và kiêu hãnh. Nhưng Scorpio có một mong muốn sâu kín. Nàng ước gì mình sinh ra là đàn ông. Đàn bà Scorpio có phần xem thường những người cùng giới nữ. Nàng thấy những ai gắng sức đỏm dáng trước người yêu, tìm mọi cách giữ chồng hoặc nuông chiều con cái, thật là nực cười. Này không thấy đúng. Bản thân nàng không đời nào hạ mình như thế. Scorpio chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện là anh ta đã bị chinh phục. Cái này có vẻ đúng nè. Tại vì nhiều người nói với mình á là sau khi nhìn vào mắt của mình á là bị chết chìm trong đó, nhưng mà không biết có nói thiệt không. Ok, tiếp tục nha mấy nàng. Bò cạp biết rõ giá trị sức hấp dẫn của mình, nàng không bao giờ chạy nhào tới ôm choàng lấy cổ người yêu. Dáng đi của nàng rất là từ tốn, êm ái và quyến rũ. Đáng ngạc nhiên là đàn bà Scorpio có thể nom quyến rũ kể cả khi mặc đồ bảo hộ lao động. Đừng mong Scorpio sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt ngoan ngoãn và tận tụy như là một con mèo. Đừng hy vọng nàng sẽ sướng điên lên khi bạn thì thầm vào tai nàng vài điều dịu dàng. Đáp lại với những thổ lộ đó, nàng sẽ quan sát bạn bằng ánh mắt soi xét và đọc được ý nghĩ của bạn ngay. Nếu bạn không có những dự định nghiêm túc, tốt hơn là bạn hãy đi tìm người khác và tán tỉnh, còn ở đây đơn giản là nguy hiểm. Nhớ chưa các nàng, các chàng đừng có giỡn mặt với mấy nàng Scorpio nha. Nếu như mà thật tình thì tới, còn nếu mà đùa giỡn thì phải đi chỗ khác chơi, tại giỡn với Scorpio là còn hơn là giỡn với lửa nữa. Cái này là mình chú thích thêm. Có một bí mật mà nhà chiêm tinh học Linda Goodman cho rằng nhiều người có thể rùng mình khi mà biết được đàn bà cung bò cạp trong một chừng mực nào đó là một nàng phù thủy. Dường như có một giác quan thứ sáu giúp nàng từ cái nhìn đầu tiên nhận ra ngay mà người nàng muốn chọn lựa. Bạn có thể chịu sự thuyết phục, quyến rũ, mê hoặc của nàng hoặc là bỏ chạy thật xa, nhưng có nên không? Chạy xa để lấy đà chạy lại. Có thể bạn sẽ thỏa lòng hãnh diện khi được một Scorpio quan tâm bởi vì nàng khinh thường những gã yếu đuối và hèn nhát. Scorpio thích những chàng trai kiêu hãnh, mạnh mẽ, nam tính, thông minh và đẹp trai. Chỗ này mình nghĩ là không phải Scorpio đâu mà cô nào cung nào chắc cũng mê mấy anh này. Nếu nàng lựa chọn bạn thì hiển nhiên bạn đã có những phẩm chất trên. Maybe. Nhưng mà nhớ ông chồng mình đâu có đẹp trai đâu ta. Cũng mình tiếp nha. Nhìn bạn đi cùng với một người phụ nữ như thế, những người xung quanh sẽ phải ghen tị và trong mắt họ giá cổ phiếu của bạn tăng lên vô kể. Đàn bà bò cạp là một tính cách vô cùng cuồng nhiệt, điều này mình công nhận. Bên trong nàng luôn sục sôi, trong khi vẻ ngoài thật lạnh lùng như tượng đá. Tuy nhiên đối với nàng, cuồng nhiệt hàm nghĩa rộng hơn nhiều với khái niệm mà đàn ông thường hiểu. Đối với họ, cuồng nhiệt là hoang lạc yêu đương, còn đối với đàn bà cung bò cạp, cuồng nhiệt là cảm xúc mãnh liệt với tất cả mọi thứ ở xung quanh,
nàng yêu cuồng nhiệt hoặc ghét cuồng nhiệt. Đối với bò cạp là không có gì ở giữa nha mấy bạn. Thiệt là yêu hoặc là thiệt là ghét. Cái này mình công nhận. Scorpio thuộc loại người hay được người khác tin tưởng và bộc bạch những điều thầm kín. Nàng không bao giờ đi mách lẻo những điều đó. Nàng cũng có thái độ như vậy đối với bí mật của chính mình. Không ai được biết chúng, kể cả chồng nàng. Còn nếu cố giữ gặn hỏi, anh ta sẽ được cho biết rằng làm thế là không nên. Trong tâm hồn của Scorpio có những góc kín mà không ai có thể chạm vào được, cho dù người đó là ai. Đàn bà Scorpio đánh giá mọi người khác nhau và cư xử với họ cũng theo những cách khác nhau. Những người đàn bà được cho là mạnh mẽ, khả kính, nàng sẽ có thiện cảm. Còn đối với những kẻ yếu kém, nàng sẽ coi thường, không để mắt tới. Nếu cảnh đời éo le không cho nàng đạt được hôn nhân như mong muốn, đàn bà Scorpio sẽ yêu thương người đàn ông mà mình chọn lựa bền chặt, dịu dàng hơn cả chính vợ của anh ta. Nàng hoàn toàn không quan tâm tới những người xung quanh, hàng xóm và người làm việc chung nghĩ gì, đàm tiếu gì đến chuyện của nàng. Đàn bà bò cạp chỉ nghe những trái tim đàn bà bò cạp chỉ nghe chính trái tim nàng nói. À, cái khúc này nè mấy bạn, là nói về những cô nàng bò cạp mà là người thứ ba đó. Tại vì cái mà nguy hiểm là đàn bà bò cạp họ yêu cuồng nhiệt quá, mà họ lại rất là quyến rũ. Cho nên là nếu mà các bạn á, mà biết là người thứ ba của chồng các bạn hay là người thứ ba trong cuộc tình của các bạn mà là đàn bà bò cạp á, là hơi bị nguy hiểm đó nha. Tại vì á, đàn bà bò cạp là họ yêu là bất cần thân thể, là bất chấp mà họ lại quyến rũ nó quá, đúng không? Cho nên một hôm khác mình sẽ chỉ nói riêng về chủ đề là người thứ ba là đàn bà cung bò cạp. Tại vì mình là người phụ nữ bò cạp cho nên mình hiểu được có những cái cô nàng bò cạp á, khi mà họ yêu họ cuồng nhiệt đến thế nào. Mà đàn bà bò cạp họ có sự huyền bí đó các bạn, cho nên là họ hấp dẫn lắm. Nếu mà họ mà là người thứ ba là bạn hơi mệt á. Nhưng mà không phải là không có cách trị. Mình sẽ nói trong một cái video khác, giờ đọc báo tiếp cho mấy bạn nghe. Mặc dù có cá tính rất mạnh mẽ, đàn bà Scorpio nhường cho chồng quyền lãnh đạo trong gia đình, còn nàng sẽ đóng góp hết sức mãnh liệt, nhiệt tình để giúp chàng đạt được mục tiêu của mình. Cái điều này là rất là đúng đối với mình luôn. Tại vì á, là trong gia đình là mình nghĩ là cái người đàn ông á, mình nên nhường cho họ cái vị trí là chủ của gia đình. Còn mình á, chỉ là cái người mà hỗ trợ thôi. Nhưng mà người ta gọi là giống như là nội tướng á các bạn. Đó, cho nên đàn bà Scorpio thì đa phần là nhiều đàn ông sợ là tại vì cá tính mạnh mẽ. Nhưng mà nếu các bạn lấy được các nàng Scorpio á, là các nàng bạn rất là may mắn luôn. Đó là theo cái cách nghĩ của mình như vậy á, tại vì mình Scorpio cho nên mình phải binh vực Scorpio. Người vợ Scorpio không bao giờ chê trách và mắng nhiếc bạn trước mặt người ngoài, kể cả khi nàng không có hài lòng. Nàng kìm giữ cái sự bực bội của mình dành đến lúc nói chuyện phải trái giữa vợ chồng, còn trước mặt mọi người nàng luôn bảo vệ bạn. Người ta nói đúng đó, xấu chàng thì hổ thiếp. Cho nên là đàn bà Scorpio là họ giống như là họ cũng rất là biết là giữ mặt mũi cho người chồng của mình. Cho nên là các bạn nào mà chinh phục được một nàng Scorpio mà đem về làm vợ là các bạn rất là may mắn đó, các bạn biết không? Tiếp nha, đàn bà Scorpio yêu say mê ngôi nhà của mình ở. Nó được giữ sạch sẽ, ấm cúng và sành điệu. Bò cạp hay ghen bóng gió đa nghi, nhưng một khi nàng biết đích thị bạn đã phản bội thì sự giận dữ của nàng không khác gì một quả bom nổ. Sợ chưa? Những anh chàng nào ở đây mà có bạn gái Scorpio mà đang xem video của mình thì đừng có bao giờ mà chọc cho cô nàng Scorpio ghen nha. Thì mấy chàng là đến chừng mà nàng phát hiện ra là chỉ có là banh xác thôi. Chắc không một người đàn ông tỉnh táo nào muốn thử cảm giác đó.
Vì sự nghiệp của chồng, Scorpio sẵn sàng chịu khó khăn. Nàng có thể cùng chồng rời bỏ ngôi nhà tiện nghi, đi đến những nơi xa xôi, chấp nhận cắt giảm chi tiêu trong thời gian khó khăn và hy vọng mọi thứ cho chồng sẽ được thành đạt hơn. Liên quan tới ngân sách gia đình, xử sự của Scorpio không thuần nhất. Nàng lúc thì tiết kiệm từng xu, còn lúc thì tiêu hoang kinh người. Ồ, cái này đúng đó, nhiều khi đi chợ mà muốn trả 10 sen cái bịch không có muốn trả, nhưng mà lúc mà mua đồ thì không thương tiếc. Nhưng mà hình như mình nghĩ đàn bà nào cũng vậy chứ không phải đàn bà Scorpio mới vậy. Nhưng mà một điều mà các bạn cần ghi nhớ, đàn bà Scorpio yêu thích sự xa hoa và tiện nghi. Cái sự xa hoa đó thì không hề rẻ tiền. Nhờ sự tinh tường hiếm thấy, bò cạp thường xuyên nhìn xuyên thấu mọi người. Những ý nghĩ của họ khó mà qua được con mắt của bò cạp. Vì vậy có thể yên tâm dựa vào đánh giá của nàng về người khác. Nàng luôn biết chính xác ai giá trị thế nào và ai là kẻ cần đề phòng. Bản thân rất ghen tuông, Scorpio lại không thích bị người khác ghen. Trời ơi, cái điều này nó đúng dễ sợ luôn á. Cái này là mình thú nhận. Nhưng kiềm chế cảm xúc ghen của nàng là vô cùng khó. Nàng xuất hiện ở đâu, tất thảy đàn ông theo như một mệnh lệnh đều quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ lại bản thân, chẳng phải nàng cũng đã từng thôi miên bạn đó sao? Bằng cái nhìn sâu thẳm và bằng dáng đi lôi cuốn đó, đừng bao giờ nghĩ đến trả đũa bò cạp. Vì điều gì, thế nào nàng cũng sẽ là người chiến thắng. Tốt hơn nên tử tế với nàng là nàng sẽ đền đáp bạn gấp bội. Đối với con cái, Scorpio có một vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng chúng luôn cảm thấy được che chở an toàn. À, cái này cũng đúng. Cái này thì mình thấy đúng. Nàng dạy chúng biết vượt qua các khó khăn và phấn đấu để đạt được mục đích của mình. Khi con lớn lên, nàng dạy chúng cách nhận biết bản chất của con người, biết đánh giá đúng hành vi của họ. Mình bây giờ đã bắt đầu dạy con mình vậy rồi đó. Thật sự là khi mà mình đọc được đối phương á, thì mình biết cách để mình cư xử. Tại vì trẻ con mà 10 tuổi, 11 tuổi là tính cách của nó đã bắt đầu thể hiện ra ngoài rồi. Cho nên mình á, là mình đã bắt đầu dạy cho con của mình là đọc được, hiểu được cái tính cách của những cái người bạn bè mà con mình nó chơi chung, để nó nhận diện được cái người nào bạn tốt, cái người nào mà bạn không có được tốt lắm. Năng khiếu của con cái sẽ được nàng phát hiện kịp thời để phát triển xứng đáng nhất. Sau tất cả những điều kể trên mà bạn còn chưa quyết định có nên cưới nàng hay không ư, bạn quả là lạ lùng. Những người đàn bà khác, giả sử có tuyệt vời hơn gấp trăm lần thì cũng chỉ là đàn bà. Riêng nàng Scorpio còn biết thôi miên và mê hoặc, thì điều này rất là hữu ích trong thời nay. Ai, lợi hại quá ha. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video của mình. Bữa khác mình sẽ làm một video nói nhiều hơn về Scorpio, tại vì chính mình cũng muốn tìm hiểu về cung hoàng đạo của mình. Cảm ơn các bạn Scorpio đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về cung hoàng đạo Scorpio sau này. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.